Bây giờ anh trai đi đứng nào anh trai. Anh trai hạ xuống kéo quần lên xem nào. Cho cái quần bị tụt này. Mốt quần tụt à. Vâng, cái đít thùng xe nguy hiểm quá. Các bác gặp những trường hợp như thế thì tốt nhất là nên tránh xa đây nhá, nguy hiểm lắm ấy. Vâng, chúng ta đến với một tình huống tiếp theo. Một anh chàng đi con quay hay con gì quay đi. Quay áo cọc mũ tím, trời, trung tình lắm. Vâng, anh làm gì đây, anh dừng đèn đỏ. Đèn xanh rồi thì đi đi, sao lại dừng đèn đỏ đấy. Vâng, xe khách dúi lên rồi. Nào, gì đây, thi gan cùng tuế nguyệt à. Rồi đi đi. Phụ xe tí xuống. Nhưng mà cái xe khách đi vào đấy thì sai sao vậy? Rồi, tình huống trong ngõ. Ui giời ơi. Ui giời ơi, nhầm chân ga. Ui giời ơi, giời ơi. Vâng, một tình huống là trong ngõ. Hai xe nào với tốc độ rất là nhanh. Đây tôi nghĩ phải 60 km/h hoặc là 50 km/h gì đấy. Và hai đầu xe đã va chạm với nhau. Vâng, tuyệt vời. Và xe này hình như còn nhầm chân ga, còn phi lên một đoạn nữa cơ. Vâng, một cái tình huống mà ở trong ngõ hai đường tôi thấy là độ to là như nhau. Vậy mà hai xe đi đến cái ngã tư này không có dấu hiệu gì gọi là giảm phanh tốc độ chú ý quan sát gì cả. Cho nên là mới gặp cái trường hợp như vậy. Các bác thì ra đường thì gặp cái con ngõ như này thì nên chú ý nhá. Khi mà đến cái chỗ ngã tư này chúng ta dừng lại quan sát một tí có làm sao đâu. Đấy, đấy. Vâng, tuyệt vời. Vâng, chào mừng các bạn đã đến với series những tai nạn náo nhất hành tinh phần 21 với phần bình luận của thì xe. Các bạn hãy like và đăng ký kênh và nhấn nút hình quả chuông để xem được những cái video hay ho nhé. Bác thì xem kênh tôi mấy hôm rồi mà chưa đăng ký đấy, quên đấy, đăng ký đi nhé. Rồi, tình huống tại một con đường tỉnh lộ. Gì này, ui trời, gì này, ui trời ơi, ui trời, tuyệt vời. Vâng, một tình huống hết sức bất ngờ. Tình huống này không đỡ được rồi. Tình huống hết sức bất ngờ để xem lại xem nào. Vâng, xe con chuyển làn khi chưa có đủ điều kiện. Tuy nhiên là xe container đến đây mới có thể là phản ứng. Tuy nhiên mà anh đã đưa ra một cái phản ứng là đánh lái sang bên trái. Tuy nhiên là không ổn rồi. Trời ơi, trời ơi. Vâng, một tình huống mà theo tôi đánh giá là một tình huống xe con đi hết sức là bố láo. Chuyện làn như thế thì ai mà đỡ được. Các bác ra đường thì hãy chú ý nhé. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Xe ta bon trên dọc đường. Vâng, gì đây? Đây có thể là một cung đường cao tốc. Chuyện gì sẽ xảy ra nào? Đường cao tốc là hay có vấn đề lắm ấy. Trước mặt chúng ta là một con xe, con Toyota gì đấy. Bên trái là một con xe tải. Vâng, chuyện gì nào? Xe con có đang có ý định là chuyển làn hay sao đây này? Chưa chuyển. Trên xe phía trước vẫn còn một con xe tải nữa. Phía trước xe con là một cái xe du lịch thì phải. Vâng, làm gì đây? À, chuyển làn, phanh lại rồi. Úi trời, úi trời, úi trời ơi. Một bác xe con dừng ở trên đường cao tốc thế này. Xem lại xem nào. Một tình huống mà vâng, sạt quá, bám đi sạt quá. Nhưng mà may cái bác xe cam, xe có cam này vẫn xử lý được, tuyệt vời. May, rất là may. Các bác nên đi đường thì chú ý là giữ khoảng cách an toàn nhé. Đừng có bám sát quá làm cái gì. Những cái tình huống như thế mà không xử lý kịp là dễ toàn lắm. Đó, các bác xem kênh của em thì sẽ gặp được những cái tình huống như thế và chúng ta sẽ biết để mà tránh. Vâng, chuyện gì đây? Úi trời, tuyệt vời. Anh đi dẻo quá. Úi trời. Úi trời. Vâng, một pha ú òa. Xe con của này kêu hết hơi. Lạnh hết cả úi xả chứ. Nói về một gà thịt gà ủ muối mà cũng thắp hương đi nhá. Nào, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo. Úi trời, cái gì này? Úi trời. Úi, cẩn thận kìa, chắc quá. Úi trời, cẩn thận quẹt. Úi trời, cẩn thận chiếu. Úi, quẹt chưa? Ui kìa, quẹt chưa kìa, ui dây. Trời ơi. Nó phải lùi lại một tí, đúng rồi. Ui trời, đúng rồi, ui trời. Khích quá. Ui trời ơi, một pha xử lý rất là cồng kềnh. Đường đi rộng hay sao phải thế anh trai.
dài cái gì lui đi nó thắng thắng tí thôi mà, làm gì mà cứ phải vừa khít thế. Vâng, người giàu thì người ta làm cái gì người ta cũng chỉnh chu các bạn ạ, căn căn chỉnh chỉnh chán. Chào anh nhé, chúc anh thượng lộ bình an, may này chưa quẹt tiếc gì. Ôi gì này, ui trời, vâng tuyệt vời, hai tư tưởng lớn gặp nhau. Ôi trời ơi, thế sao cái xe này nó không đi làn bên này mà sẽ đi đường bên kia nhỉ? Mới giờ bển về sao ấy, đi lầm lẫn hết cả ấy. Đáng nhẽ cua để cua bên kia, xe này cua bên này, chứ là hai xe đang ngược nhau cả hai xe luôn. Ôi nhưng mà cái gì này, ui trời. Ui trời ơi, khóc rồi biết làm gì. Ui trời, đứng hình mất 5 giây. Thôi, cái xe đi mất rồi, anh chị ở lại giải quyết cho xe em đi. Rồi, tình huống gì đây? Một cái ngã tư, rồi chúng ta rẽ vào đây, đường vào đây, đúng rồi. Ui trời ơi, ui trời ơi, vâng, Hồng Hưng, cái Bình Hà Nội. Ui trời, anh trai đi thế này không được anh trai. Vâng, các bạn có thể thấy một cái tình huống mà hết sức là đau đầu nha các bác, ra đường thì chú ý nhá. Ngã tư thì xếp hàng anh thẳng nối vào, sao này cứ phải tòi lên như thế làm gì đấy, để bây giờ đấy cua này tốn hết cả thời gian chứ có nhanh được đâu. Hồng Hưng limousine tuyệt vời đấy, mọi người lần sau rút kinh nghiệm nhá, chú ý những tình huống như thế, không thì nó đau đầu lắm, não đầu. Trời thì nắng nôi chứ có phải mát mẻ gì đâu, đi đường là đã bực cái mình rồi. Rồi tình huống tiếp theo đi. Thật kìa, tình huống tiếp theo đi. Rồi chúng ta cũng đến với một tình huống gì đây. Và cũng làm con đường đây ở thị trấn thị xã gì đấy. À đây là một, à qua đường tàu không có rào chắn, em cách xa 5 mét thế này là ok rồi. Thế nhưng mà cái con xe tải kia, ui giời, không nghe thấy tiếng còi à. Ui trời ơi, ui ơi, cái bác xe tải ơi, bác coi không học luật cái câu mà dừng đường tàu không có rào chắn à, cách xa 5 mét để giữ an toàn, khi mà có còi hú còi hiệu tắt đèn tắt thì mới qua chứ nè. Bác đi như thế thì xứng đáng thôi. Các bác xem kinh em kinh ừ thì xe thì hãy chú ý nhé. Khi mà gặp đường tàu không có rào chắn thì các bác phải cách xa 5 mét để đảm bảo an toàn, hết còi hết hú thì mới đi nhá. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Tình huống gì đây? Đường đẹp quá, ui trời, ui trời, ui trời ơi, ui trời, tuyệt vời. Anh nằm ngửa bụng rồi, hàng hóa thì vương vãi hết cả ra. Đây, ui trời, ui chồng. Đi đường đang thẳng đi thì đường tự nhiên nó lại cong. Đường mới trở sáng, đang thẳng tự nhiên lại cong. Đến lúc đấy thì giảm tốc độ thôi, đi chậm thôi. Rồi tình huống tiếp theo đi. Kình kịch. Hey. Mỗi lần cái âm nhạc vang lên có điểm lắm. Ui trời anh xe con này, anh đi đứng thế thì anh tạt đầu đấy thì ai mà đỡ được. Chắc là thấy có cảnh sát giao thông các anh làm việc ở đây thì em sợ em quay đầu hay sao ấy. Tuyệt vời, anh quay đầu gấp quá. Vâng, tuyệt vời. Gặp những cái tình huống như thế thì chúng ta nói chung là nó né thôi, hoặc là không né được thì phải chịu. Bất ngờ thế làm sao mà né được, chịu thôi. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo. Tình huống này thì cũng không mấy là nguy hiểm, nhưng mà cũng là một bài học để cho chúng ta ra đường cẩn thận hơn. Vâng, chúng ta cùng đến với một cung đường. Ôi sao nhiều vạch xương cá quá. Vạch này là không được phép đi vào đây. Úi trời. Vâng, siêu nhân đỏ vừa có một pha đê vạch. Vâng, anh bỏ ngay cái phong cách đấy đi nhá, tôi thấy anh đi như thế là hơi nóng mắt rồi đấy. Úi trời, đây rồi, tuyệt vời, đây là cái tôi muốn. Xe đỏ. Vâng, xứng đáng rồi. Úi gì này, úi trời ơi, sao đường đời tấp nập ta này, đâm phầm thập vào nhau này. Vâng, xe Honda. Vâng, đứng lại giải quyết đi chứ.
Tuyệt vời, sao lại có những tình huống như thế nhỉ? Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo đi. Trước mặt chúng ta là một con xe tải. Và vạch giữa là vạch liền màu vàng. Màu vàng thì không được đè rồi. Vâng, vậy mà anh đè. Anh đè, anh chả đè cơ. Anh tứa sang bên kia cơ, chịu rồi. Không thèm đè, nhưng mà này đè vò sang làn bên kia. À cờ, cái ngã tư mà tuyệt vời. Anh đi như này thì rồi. Trời ơi, một cái kết xứng đáng. Tuyệt vời, 17C. Thôi, lần sau chú ý nhá. Ác mà vẫn còn cái giữ cái phong cách lái xe như thế thì nhanh như giàu mà nắm tiền lắm. Tiền đình. Tiền ấy chỉ có tiền đình thôi, tiền đình đau đầu thôi. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống. Đây là một cung đường ở bên nước Lào ấy. Nước Lào ấy, không phải nước mình, nước Lào ấy. Bên nước Lào ấy, Lào ấy, nào Lào ấy. Nước Lào không có biển rồi. Rồi, cung đường đang mưa cho nên là hơi trơn trượt. Trước mặt chúng ta là một chiếc xe tải. À không phải xe tải, quên mất cái container. Vâng, anh đã vượt lên rồi. Anh đang hình như đang có một cái việc gì gấp. Anh vượt lên rất là dứt khoát. Vâng, trước mặt là một đoạn đường cong. Rồi, úi trời, cẩn thận kia. Úi trời ơi, vâng. Vâng, vậy là anh đã xảy ra biến cố rồi. Vâng, tuyệt vời. Anh đã đi chạch làn đường. Đây là một pha tự làm tự chịu. Thế cái bác xe này không họ lại giúp đỡ à? Xung quanh đây làm gì có người? Úi trời ơi, cái gì này? Úi trời. Sao lại có tình huống như thế này nhỉ? Đăng kiểm cần thiết không? Vâng, vừa rồi là những cái video hay ho nhất của Ừ Thì Xe. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để xem được các video hay ho hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào.